Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Yotaphone. Đây là cái Yotaphone 2. Yota là một nhà sản xuất đến từ Nga. Và hồi 2013 thì mình có giới thiệu một cái Yota đời đầu. Yotaphone đời đầu thì nó cũng không được bán nhiều hơn. Đến Yotaphone 2 là cái máy mà mình đang cầm ở đây thì nó bắt đầu được giới thiệu ở Mobile Congress vào tháng 2 năm vừa rồi. Và mãi đến gần đây thì cái máy này mới được bán ra thị trường. Thì cái Yotaphone 2 này mình mượn ở cửa hàng Clickbuy. Và nó đang được bán ở Việt Nam với giá khoảng 19 triệu đồng. Thì thật sự thì giá nó nghe thì rất là cao, nhưng mà nó cũng không quá khác biệt so với giá ở nước ngoài. Giá ở Anh của cái máy này là 555 bảng Anh chưa thuế. Thì cái máy Yotaphone 2 mà mình cầm là phiên bản màu đen, phiên bản black. Và nó được sản xuất vào tuần thứ 52 của 2014, tức là cái tuần cuối cùng của năm luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Thì cái hộp bạn thấy là họ in rất là rõ là sư tử Cannes, tức là ở liên hoan phim Cannes thì cái Yotaphone 2 này được cái giải sản phẩm sáng tạo hay là sản phẩm tốt nhất ở Mobile Congress 2014 của PCMag. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra. Thì cái cách đóng gói của Yotaphone 2 khá là đặc biệt. Khi mà bạn nhìn vô thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái hộp khác nhau. Ở đây là một cái điện thoại Yotaphone 2. Chúng ta sẽ có một cái hộp này, không biết cái hộp để làm gì. Khi mà nhấc lên kéo ra thì bạn sẽ có một cái khay sim, cái khay cây chọc sim thiết kế rất là lạ đó. Cầm này để chọc vô, bé giờ mới thấy cái cây chọc sim kỳ lạ. Có một cái tai nghe với rất là nhiều những cái phụ kiện khác nhau, tai nghe dạng in-ear, rất là nhiều những cái đúng tai nghe. Ở bên này thì chúng ta sẽ có sạc, sạc ba chấu, chắc ở ngang xài sạc ba chấu hay là máy Anh về. Có lẽ máy ở Anh thì sạc này là 5V 1.5A, 7.5W. Ở đây có sợi cáp micro USB. Cái đóng gói rất là lạ và đẹp. Đây là cái điện thoại của chúng ta. Đây là cái điện thoại Yotaphone 2. Thì cái Yotaphone 2 khi mà các bạn nhìn vô thì nó có thiết kế khá là độc đáo. Nó hơi bo tròn hơn tất cả những cái điện thoại khác trên thị trường, nhìn giống như là một cái quả trứng. Một số nhà số khác trên thị trường thì họ làm ở trên thẳng và ở hai bên cũng thẳng, họ chỉ bo tròn thôi, còn cái này là bo từ trên xuống dưới. Nhìn khá là độc đáo, một số bạn sẽ không thích cái kiểu này. Nhưng mà khi mà cầm như vậy thì những cái điểm tròn ở xung quanh nó sẽ vừa với tay của chúng ta và làm cho chúng ta sử dụng dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng mà không hề bị gây đau tay. Mặt trước thì bạn sẽ có một cái màn hình 5 inch độ phân giải là Full HD. Cái màn hình này là màn hình sử dụng công nghệ AMOLED. Tuy mà sử dụng cái AMOLED nhưng mà khi mà bạn nhìn vào một số hình ảnh ở trong này thì mình thấy là màn hình nó không có quá rực như là một số cái màn hình AMOLED khác mà chúng ta hay thấy trên thị trường hiện nay. Ở phía trên bạn sẽ có một cái loa thoại, chúng ta có cảm biến trạng thái và cảm biến sáng ở đây, camera phụ. Yota thì họ đã tích hợp một phần của những cái phím cảm ứng này vào trong cái màn hình và họ không đưa xuống cái phím phía dưới. Như vậy là bạn có thể thấy là cái phần trên và phần dưới của cái máy nó hơi lớn hơn một xíu. Nó tận dụng diện tích không có tốt lắm. Phần vì màn hình cũng không thật sự mỏng, nhưng mà so với lại những cái điện thoại 5 inch khác thì cái máy này có thể nói là khá nhỏ gọn nhờ cái việc bóp bốn cái đầu cũng như là trên đỉnh và dưới đáy. Ở bên hông thì bạn sẽ không có cái gì bên tay trái hết. Loa ngoài mic và cổng micro USB dùng để sạc và đồng bộ dữ liệu nằm phía dưới này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phím nguồn và hai phím tăng giảm âm lượng. Hai cái phím tăng giảm âm lượng này cũng đóng vai trò là cái khay lấy sim luôn. Bạn sẽ chọc cái khay lấy sim ra. Bạn chọc cái khay sim vừa nãy ra để lấy cái khay sim ra và nó sử dụng nano sim. Khi mà nhìn vô thì bạn sẽ thấy là Yota họ khắc khá là rõ những cái đường ở đây. Có vẻ như là họ làm cho nó nổi lên để chúng ta biết nó là ký hiệu nào, không nhiều nhà xuất để ý những cái chi tiết nhỏ như vậy. Ở trên đỉnh là cái 3.5mm. Ở mặt sau là cái điểm đặc biệt nhất của cái Yotaphone này. Và nó cũng chính là cái lý do chính yếu để mọi người mua cái Yotaphone chứ không phải là những cái điện thoại cao cấp khác trên thị trường. Thì cái Yotaphone chúng ta có camera 8 chấm và đèn flash LED. Nó được đưa hẳn lên trên và nằm ở trung tâm, nhường toàn bộ cái phần dưới cho một cái màn hình cảm ứng khác. Màn hình cảm ứng này không phải là màn hình cảm ứng sử dụng cái công nghệ LCD hay là AMOLED bình thường như là chúng ta đang thấy, mà nó là màn hình E-Ink. Màn hình E-Ink giống như là cái màn hình của Amazon Kindle hay là màn hình của Nook. Màn hình này thì có độ phân giải là 960x540, tức là độ phân giải QHD. Một cái độ phân giải mà rất là quen thuộc với lại chúng ta và nằm trong danh sách những cái điện thoại cao cấp trong vài năm trước.
Đó, cái màn hình này có kích cỡ 4.7 inch, ở đằng trước là 5 inch và mặt sau là 4.7 inch. Thì Yota họ có tùy biến rất là nhiều những cái tính năng ở trên cái màn hình này. Ví dụ như bạn có thể hiển thị hầu hết những cái nội dung ở cái mặt trước. Ví dụ như là nội dung mặt trước hiển thị gì và sau hiển thị đó. Ví dụ mình đợi. Đó, mình kích hoạt Yota Mirror thì mặt trước có cái gì thì mặt sau sẽ có cái đó. Và khi mà chúng ta xoay cái máy lại ở mặt trước và mặt sau thì nó sẽ nhận biết là chúng ta đang cầm cái máy lên ở tư thế nào để hiển thị cái đó. Ví dụ như mình đang đặt cái máy lên bàn như vậy, mình bấm nút nguồn. Bây giờ cái mặt mình bấm nút nguồn thì cái mặt trước nó sẽ hiển thị, nó sẽ hiển thị để nó biết, bởi vì nó nhận thấy là mình đang cầm máy ở mặt trước. Nhưng mà nếu mà mình úp mặt sau và mình bấm nút nguồn thì nó sẽ ngay lập tức nó hiển thị ở cái mặt sau. Bạn thấy là nó nháy một cái, nhưng mà cái mặt trước thì nó vẫn tắt để tiết kiệm pin. Bản chất của công nghệ E-Ink là lúc nào nó cũng hiển thị như thế này và nó không có thay đổi để tiết kiệm pin. Chỉ có một vài thời điểm, ví dụ như là nhiệt độ hay là đồng hồ thì nó có thay đổi. Hoặc là khi chúng ta đọc sách, đọc truyện thì nó cũng sẽ thay đổi đó. Cái giao diện đằng sau cũng rất là khác biệt so với lại cái giao diện đằng trước, và nó chủ yếu dựa vào cái hệ thống widget. Giờ mình quay lại cái mặt trước, mình bấm nút nguồn và mình mở cái mặt trước lên. Thì ở đây có hai cái ứng dụng là ứng dụng Yota App và Yota Hub. Yota Hub sẽ hiển thị cái Yota Panel và Yota Cover là để hiển thị hình nền. Ví dụ như bạn để hình vợ hay là bạn gái của bạn lên đó, nó cũng hiển thị một số thông tin quan trọng. Hay là cái Yota Panel là có rất là nhiều những cái giao diện khác nhau cho các bạn tùy chọn đó. Giờ mình chọn cái này thì chúng ta có thể tùy biến cho từng cái một, hay là chúng ta có thể chọn giao diện dạng lưới đó. Mình có thể thêm những cái nào mà mình thích, ví dụ mình thích cái đồng hồ này. Pin. Rồi. Đó, mình có thể đưa thêm những cái widget hay là những cái ứng dụng mà mình hay sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái mặt sau. Đó, bạn có thể mặt sau cũng là một cái màn hình cảm ứng và bạn có thể vuốt ngang qua hoặc là bạn bấm cái nút này để đó là đây là những cái widget mà mình đã lựa chọn vừa nãy. Chúng ta có thể tùy biến tùy thích, hoặc là đối với một số cái ứng dụng thì nó cũng đưa ra được cái màn hình phía sau. Nhưng mà bạn cần lưu ý là do cái bản chất là màn hình E-Ink nó không hỗ trợ tốc độ refresh nhanh, tức là khoảng gần 1 giây thì nó mới có thể tải lại một lần, nên nó hoàn toàn không thể hiển thị những nội dung, ví dụ như là nội dung video ở trên YouTube hay là những cái video mà bạn đang xem. Tất nhiên là cũng không ai có nhu cầu mà xem những cái đó trên này. Với cái việc mà sử dụng cái màn hình E-Ink thì chúng ta có thể sử dụng pin lâu hơn rất là nhiều. Người ta cho biết là nếu mà dùng để đọc sách thì cái màn hình E-Ink này có thể tồn tại khoảng 100 tiếng đồng hồ liên tục, và bản đồ thì khoảng mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà dùng lượng pin pin 2500, đối với cái màn hình này thì nhà sản xuất công bố là nó dùng được khoảng 2 ngày. Thì cái đó mình sẽ thử chi tiết hơn. Xin cảm ơn các bạn.